耶。那个最好。大家吃早餐了没有？người ăn sáng kìa mọi người. Đến đây ăn sáng nha. Cả nhà ăn sáng với mình. Cà phê. Cà phê ăn cháo. Cháo này là mình mua cháo trứng bắp thảo cả nhà. Hộp này 3 đô 10 sen. Ăn cũng ngon lắm các nhà. Ở đây là cà phê. Đó, cà phê các nhà thấy. Cà phê Singapore. Người sinh pha lên các nhà. Người có nhà uống cà phê ăn sớm gì. Chè nó ngọt phê. Buổi sáng ở đây là người đi làm trễ lại đi ăn hoặc là đi những người rảnh như mình vậy nè. Sáng đưa con đi học và chạy lên đây mấy người cao tuổi đó. Không có làm việc gì đó thì ta đến đây ta uống. Buổi sáng nó có quán gì nè. Giờ đây nó mát mẻ, nó có mấy lạnh. Đây có mấy lạnh mát mát. Còn quán cà phê ngoài bình dân thì cũng có. Ở đây cà phê một ly như vậy là 1.5 đô. 1 đô 50 sen là khoảng chừng tiền Việt của mình khoảng chừng 1 đô 50 sen thì đô 6 mấy cái kia tám khoảng 2 mấy ngàn tiền Việt ly cà phê khoảng 20 ngàn tiền Việt. 16 với 8 là 2 6 với 8 24 mấy, cỡ 25-26 đô. Ở cỡ 25-26 ngàn tiền Việt một ly cà phê cũng rẻ cả nhà ha. Ở đây là uống bình dân nè, còn mấy cái quán như là Starbucks là 1 ly khoảng 5 đô mấy 7 đô mấy. Ly cà phê có đây á, bình dân. Giờ này mới chừng 8:30 sáng. Mình không có ăn sớm quá hay nhỉ. 8:30 cái lên mình mới ăn. Thường là ăn sáng, có khi ở nhà hả? Cũng 10 giờ. Khi xuyên thì pha sữa uống, còn không xuyên thì nằm ngủ. Tại đưa nhỏ đi học á. Mình bữa thức dậy đi tưới cây, rồi mình bữa không có tưới. Bữa nay thì thức chị đưa chị nhỏ mình đi học. Chạy đi luôn không có tưới cây, chị nào về mới tưới. Trứng bắp thảo vậy, cháo trứng bắp thảo. Sáng có 2-3 tiệm, có 3 tiệm nữa, 3 tiệm ăn mở, tiệm mì,
tiệm này tiệm bún xèo với tiệm là tiệm xanh. Tiệm xanh là mở shop. Ở đây lầu cho anh đi trăm mét mò sờ lên thôn đấy. Ngủ trễ á, bây giờ ngồi mát à, ngồi nhấp. Thường thường là 12 giờ 1 giờ mới ngủ á cả nhà. Giờ thì buồn ngủ á. Giờ thì đến giờ còn buồn ngủ á. Giờ mới lạnh là mình ngồi mình ngáp. Mấy cô gái ở phía sau nó chuyện nhau rồi. Sáng người ta đi làm á, đi làm trễ đó. Này ăn sáng cả nhà. Như bữa mình đi tiệm khác ăn sáng, bữa nay ghé tiệm này. Hộp gì 3 đô mốt xinh, 3 đô mốt khoảng chừng 50 ngàn, 50 ngàn tiền Việt. Xin mời mọi người ăn sáng. Chợ San Sucho, chúng ta chơi Sucho á. Cái gì hết cà phê CIP ốc khoai tầm. This porridge and coffee. Cái bàn này cả nhà, ở đây được ngồi nha, bên đây không, bên đó không được ngồi đó, hai bàn đó không được ngồi.
cái gạch chéo chính giữa là không được ngồi, hai bàn nó không được ngồi đây nè. Xích đằng kia được hai người ngồi, ba người ngồi, xong kế bên là không được ngồi, còn bên mình á thì ngồi được hai người đây. Như bàn này hai đều hai người ngồi, ba người ngồi, không được ba người ngồi. Cái gạch chéo chéo đó là bên đó không được, không ai được ngồi hết. Ta để cho cách, cách xa xa vậy đó. Nóng à. Gắn lên thịt, thịt bằm, trứng bắc thảo, thịt gà khô. Cái ông đèn nó ẩm xếp ở đây, cái ông nó tính là làm mình kế toán cái gì, ông nói đèn đó đó, để mắt kiến phía trước mặt mình đó kia. Sáng nào cũng là đèn ngọn tính. Đằng kia có cái kiến, có thể quay phim, mày thấy mình luôn. Cái cà phê cả nhà, chuyên cúp phê. Nóng à. Cà phê này nóng. Cà phê này nó mình không có kêu thêm sữa, nó hơi nóng. Về để uống đắng đắng. Cái này chắc họ phải đi xin thêm sữa cả nhà. Thiệt thôi. Ở đây mình xin thêm sữa, người ta cho ở ngoài là phải tính tiền, mấy quán thường á. Mỗi lần mình nói cà phê thêm sữa, mà tính giá khác. Cái ly cao hơn, mà cà phê đá đó là $7 ở ngoài. Còn đây là cà phê đa, sữa, không có đá thì nó $5 nhỏ, ly nhỏ. Yeah.
trúng số được 10 đô sinh cả nhà. Em chút nữa mình đi lãnh, mình quay phim cho cả nhà xem nha. Mình quay clip để đi lãnh tiền. Thôi, xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cả nhà ăn sáng chưa? Bye bye, see you.